Trời, tóc gì đâu mày gói như sơ dừa vậy, chả hoài không mửa. Nhìn chán vợ dễ sợ luôn á. Ông đưa đây coi coi gì vậy hả? Ok, coi vậy đi. Thì mấy chị hàng xóm rảnh. Ơn hai lâu quá mới gặp ơn hai. Ờ, tôi đi bộ đội 3-4 tháng trời, giờ này mới về được nghỉ mấy ngày tết. Đó, bà thấy không? Con cám là chồng đi theo cám, thấy không? Mấy tháng mới về đó, thấy chưa? Trời ơi, không ngờ chồng cám vậy luôn á, tội nghiệp nó dễ sợ luôn. Trời ơi, nghĩ sao có bắt được mình. Đó, bài xong rồi, để con xin nước cho. Nó, bà thấy nghĩ không? Dạ, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Nó có vợ hai con nó giấu ở trên Sài Gòn đó bà. Nghĩ hay vậy mà tôi tưởng đó giờ nó bị đi. Trời ơi, ghê vậy á trời, hôm nay nó gồng. Bị đê, gồng đâu gồng, có vợ rồi đó. Alo, mày qua cứu tao chưa? Đốt tao chuẩn bị đi hết rồi đó. Bà thấy không? Con gái đứa gì đó, đi đứng suốt ngày, bận đầm này đầm kia. Nhỏ này nó bị lì lắm, tôi biết. Trời ơi, con gái con lứa vậy á hả? Vậy á hen. Vậy? Bà nói em rảnh rỗi quá ăn cơm nhà nói chuyện người ta. Cái lỗ tai chứ phải cái quai nồi đâu nói hoài nào biết nghe hả mẹ. Cái thứ này là thứ gì vậy chứ phải thứ bảy chủ nhật. Ghê vậy. Cái chuyện mày cho con nhảy rồi nha. Tao ấm ngồi gì đó thì mày cứ nhảy đi. Rồi nè mày coi lại coi thử coi được chưa. Trời đất ơi, Tiếu Quen nhảy đâu mà thấy ghê trời. Chứ mày nghĩ sao kêu tao quay, tao có biết gì đâu mà quay cho đẹp. Không phải tí nhảy đi cô biết cách đây nè. Má ơi ba, nhậu hoa tí trốn mới đi nhậu á má ơi. Nhậu hả? Nhậu hả? Mày ơi mày chơi vậy là chết tao rồi. Tía với má nhảy mới nhiều ai. Tôi nói bà là nghĩ sáng giấu tiền bà đi mua đồ nó đi chân ghét tao. Tao bước cùng hả? Có bà gì kia mày. Mệt muốn chết vậy ai cảnh với mày vậy? Tao đi bộ. Chưa là ông hả? Dạ mày chưa? Không kệ tí hy sinh xíu được cái biết xịn này được rồi. Khi chị gái bóng đêm nhất quyết không buông tha gia đình bạn. 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Ở đây là quên nhảy chân mày đó nha. Chị là ma đó, cứ không sợ chị luôn, không sợ miếng nào luôn. Bà nhát hoài với ai mà sợ nữa. Thôi thôi tránh cho tôi bị vệ sinh nè. Chị coi tổn thương dễ sợ. Con bảo nghiệp làm ma luôn vợ. Tiếp theo là tía bạn. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy ca? Khoan, đợi tao một xíu. Chị coi tôi làm ma mà xong chụp hình tôi biết tôi đẹp phải không ơi? Mày có bị ảo tưởng sức mạnh không? Mày xấu như quỷ gì vậy ai thèm chụp hình? Ủa mày đi ngủ không? Rồi nói nữa hả? Mày tao thích được không? Alo, cám hả? Có con ma nữ đâu hả? Cái hỏi tôi mấy giờ nè bà? Mấy giờ rồi? 8 giờ phải không? 8 giờ mày. Ủa? Xin lỗi chị, xin lỗi chị ơi. Nghĩ gì vậy? Nhắn gì vậy ơi? Đâu vậy? À, con ra tiệm nét con in đồ ra ngoài để lấy đề cương đi học. Đi. Ủa? Tám? Bà thấy nghĩ đâu không Tám? Bà nãy thấy ý nó đi ra quán nét nó chơi game xíu nó về. Trời đất ơi, mày no. Chính Tám ngồi đây chơi ra thêm. Cậu nhớ vậy? Tôi đi ẩm con gà đi chích cúm. Hồi nãy chị thấy chồng đừng ẩm gà đi đá gà chơi rồi. Trời đất ơi, bữa nay bị đặt đá gà đó ư. Trời đất, đi nhanh đi thôi, ngồi nó thu hết tiền đó. Ai trời dụ ông chú hết rồi chú rồi phải không? Mày đặt chơi đi đá gà nữa. Bà có bị đi không? Con gà mình con gà mái mà đá gì mà đá. Mày như mày tao còn hiền, tao về mày ép mẹ là mày ngon. Trời ơi, tao đi anh rồi cứu trai cảnh đâu mà đi chơi game. Ai nói bà tôi đi? Ai đó chạy vậy? Bà Tám rồi. Đâu bữa nay chị tàn hình thử cho em coi cái coi nè. Ủa chị? Ai biết chị không? Mình trốn kỹ như vậy rồi. Ê ông kia, đi đâu mà nhanh quá vậy? Bán dịch rồi tiền đâu nè? Không. Quên, tôi quên. Tiền nè. Có nhiêu đây thôi. Hết chưa? Có nhiêu nó đưa hết rồi còn có nữa. Hỏi lại. Hết chưa? Được coi hết tiền rồi, tôi có lấy các bạc nhân bà đâu. Hỏi chị thôi, hết rồi chị đi. thị thôi, bà lấy hết. Trời ơi, cảm ơn em. Bấm nhiều vô, giấu cho thị vô. Để coi bà biết bà lấy hết. Chị đã trở lại rồi đây. Ê, mày ấm nào tao hoài mày không chán hả? Mày nhát tay sợ đâu, mày nhát làm gì mệt mỏi thiệt luôn á. Trời ơi chị gái, chị em nhau không chị không sợ gì mấy em được làm cái gì trời. Tức ghê vậy. Ai chị em với mày? Tao mà gặp mày hả bỏ nghề cho rồi. Ôi thứ gì đâu không. Thì ngủ. Trời ơi cái nhà là thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật mà nhát ai cũng sợ hết trơn á. Tức ghê vậy. Tức gì đâu, tức tao nhát gì nào được mới không. Ờ cái nào tắt đèn. Có người thức, có người thức. Chứ mẹ, trời ơi, gặp quỷ già rồi trời ơi, chết rồi. Cái cổ nó chết như thế nào đục đột. Tôi ngoại, mày làm gì tối mà sao tắt đèn lắm chân vậy? Chưa định hồn ngoại mà giờ mày hồn thượng luôn, tức ghê vậy. Mệt mỏi dễ sợ vậy đời thiệt chứ. Ngột á. Lần đầu tiên thấy con ma mà nó chỉ chửi ngược lên mình hồn nó. Nó nói đổi thôi bỏ về đi con ơi. Thôi đi ngủ giùm con mày. Ôi, 3 giờ sáng tao hù không sợ tuột quần tao bà lát nghề làm ăn. À bà lát nghề luôn. Mẹ hết quỷ già tới quỷ cái. Ôi nói cái này nó bẻ khổ mình sao vậy? Má ơi cái lượt đâu má? Trời ơi cái lượt sẽ để đầu chuẩn bị giúp cho ông tới nè, không mấy bụng bưng mang thụ ta được trơn á. Nhà cái lượt không kiếm luôn á. Em tên thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật. Thôi chắc mất cái lượt rồi đúng không? Trời ơi con thấy gì trơn nha. Đâu có sợ vợ đâu. Trời ơi anh hai, trời ơi giờ 11 giờ khuya ông còn nhậu đang hồi về bán la không chết sao không? Trời ơi kiếm ơi, mới nhậu có 3 phút đi mà về cái gì mà về ai mà sợ cả. Chúng ta cũng chờ của tôi à. Trời ơi nghe đồn sợ vợ dữ lắm mà. Trời ơi cái thằng này mà sợ vợ gì? Tôi là tôi nể thôi. Sợ gì mà sợ, đàn ông trai trụ cột với mình mà sợ vợ. Khuya tối rồi. Gì đây? Hello, vợ hả? Đi luôn đi nha. Ủa, rồi bả điện khó về phải không? Không về hồi bả la chết á. Đâu? Bả nói anh nhậu đi em đợi cửa. Trời ơi ông này mà sợ vợ gì tôi không có sợ đâu thím ơi. Ghê vậy. Tới thời này rồi. Tôi mà sợ cái gì vợ con gì đâu mà hả, suốt ngày điện đi có chút xíu mà rồi lấy nước anh ta lên mình rồi tay rồi mình bớt giận á, mình bớt giận để em lấy nước rửa chân cho mình hé. Trời chưa sáng nữa trời, ngủ mà lại lạnh thấy mẹ anh. Ủa này làm gì vui vậy má? Trời ơi mày không biết hả bà sớm đi gì? Chuyện té sưng cái mẹ. Vừa lòng hả dạ tao kê. Trời ơi cô này ta vui cho mình phải ăn chi ta cho tiền đâu tiếu hết tiếu. Gài tàn ăn cơm nguội không? Ha, hổng gài thèm hủ tiếu hết luôn mà cứ ăn cơm nguội không tao cũng thèm nữa bà ơi. Được bữa tôi vui vẻ mấy người kiếm tiền á. Hỏi đi đợi xíu. Tiếu thấy chưa? Má đi lấy tiền cho mình kìa. Đâu có. Ủa chứ mẹ đâu? Tôi đi lấy cho hai cha con ông người viên thuốc ngủ. Để tối ngủ mơ cho nó đã ha. Ba tôi sao? Tôi là đàn ông cái đầu để coi chị hiểu không? Ở đi ba bám tay sáng tượng giật chứ vậy. Mày coi cho ba mày sai ba mày không chịu. Tía mày đúng rõ ràng mà má mày nói tía mày sai không kìa. Ông sai, bà sai. Ông sai, đừng có cãi bà sai. Bắt đền gì đâu. Bà sai, ông sai. Tôi đây không có sai, bà sai. Không được nói ông sai. Tự lộn nữa. Tự ai vậy? Bà, ông sai. Tôi đúng bà sai bà ơi. Tôi biết tôi đúng ông sai. Bà đúng tôi sai đi. Tôi đúng bà sai. Trời chiều tối rồi còn tự ai vậy? Nè ha, ba không tự gì vô game này nè, giải quyết. Hỏi nó không sụp, về ngàn sớm. Được rồi, bao nhiêu năm hận thù tôi sẽ dồn vô bữa nay đã hết. Hỏi nó nhiều hơn nay con sát đây nè. Hỏi nó nhiều, vô đi bà. Kiếm hồn bà đi. siêu phẩm game nhập vai vào mùa hè 2020. Vô game ngay thôi. Nỗi khổ thầm kín của chị em buôn bán. Cá, đi chợ cưng, đi chợ hả? Rồi vô đây mở hàng giùm chị nè, vô hàng chị nè. Trời ơi chị, trời ơi, em tưởng giàu lắm mà. Ai về cuối cùng đi bán đồ chợ hả chị? Trời, cứ khéo đùa nói chứ. Mở hàng giùm chị đi, trời ơi, nghe nói mày mở hàng mát tay lắm không? Mở hàng đi chị bán rẻ cho hôm nay có tách nè, có trái cây nè, vô mở hàng giùm chị đi cưng. Rồi, tôi ủng hộ tôi mở hàng cái nè, mắc mệt nè. Bí ha, bí về nấu canh ngọt mát lắm nè. Rồi đi cái bí đi. Với đậu nè, về xào cho con nó ăn, con mát lòng mát dạ mày ơi. Đi, lấy gì hết cho, trời tôi bớt cho, mở hàng tôi bớt liền. Chị lấy em này đi. Rồi cái này của cưng là 25.000 thôi, chị lấy chị mình lấy 20 thôi, mở hàng bớt 15.000 luôn. Bữa nay bán hết sớm chị. Hôm nay tao bán hết sớm. Trời ơi nhờ bay mở hàng không, hôm nay bán được cái 15-20 phút hết trơn đồ ăn à. Và ơi Út đi chợ sáng sớm hết trơn. Trời ơi nay vô mở hàng giùm chị cái nè. Thôi mở hàng giùm chị đi, chị bán rẻ cho. Nè ăn đậu không? Đậu này đậu nhà chị trồng luôn. Đậu về em phải lặt nữa, trời ơi còn xào nữa. Tới chiều mới ăn thôi, em biến á. Rồi giờ bí đi, bí bán à. Bí về phải nấu canh nữa là biến đó không thấy đâu. Em bắt không nè. Bắp nè, bắp tiếp nhà chị trồng luôn, thân nhà trồng mới hấp sáng cái gọn luôn nè. Thôi bắp ăn dính răng lắm em mua đâu. Chứ ủng hộ chị mày coi trời ơi. Buôn bán mà mở hàng đi cho bớt cho. Em là tính em là phải mua ủng hộ chị, em mở hàng chị. Tại tính em mở hàng đắt lắm, em không phải hàng chị phải nhiều một xíu cho em 2.000 ớt hiểm. Hả? Ớt hả? 2.000 ớt vậy? Thôi mua thêm đi đơn, mua thêm cho rẻ cho. Vậy khó bớt lắm, mua thêm đi đơn, mua thêm đi. Này bán mua bán lại nhiều trơn á, mua thêm đi. Thôi 2.000 được rồi, em muốn ăn nhiều 2.000. Vậy thôi thì coi như mở hàng đi hết cưng, mở hàng may mắn hết cưng, mở hàng may mắn à. Thì may lắm. Ủa? Tối đâu vậy hả? Trời ơi. Má nghe tin gì chưa? Tía sắp về kìa. Vậy hả? Vậy mày lo chuẩn bị dọn nhà dọn cửa đi. Mày đi ra cho người ta chuẩn bị giùm đi. Tao thì chưa đủ đẹp hay sao ấy? Thấy ghê. Nghe mà tức cái lòng ngực dễ sợ vậy. Thôi mày ra dọn nhà dọn cửa đi, tao tự chuẩn bị được. Thấy mày tức chóng mắt lên coi nha. Ấy ơi, má ơi tía về kìa. Tao biết rồi, tao đã liền nè. Con nào đây? Tao phải con vợ tao. Ủa chứ không phải con này. Đây là con nào? Vợ tôi vừa dữ mà vừa già nữa đó phải bà. Trên đất dòng mình trông dưới. Thù nhưng thiệt. Má ơi mẹ nhà bạn chơi xíu về nha. Mày học bài rồi thì đi đâu đó mày đi đi. Mày nói mưa bé ra kìa, tranh thủ về à. Biết rồi điên xíu à. Hình như ý cỏ ống được 3-4 tháng riêng rồi phải không ta? Tao nói nó đã. Má cầm theo con làm gì vậy? Đâu có, trời ơi đâu có gì đâu. Cầm nó coi nó làm sao mà heo đẹp hay đẹp thôi. Má khỏi mất. Từ bữa giờ con có bỏ các bạc vô đâu. Ủa má. Kệ tao gì? Ủa má chuẩn bị gì cho ngày kỷ niệm cưới 30 năm của má chưa? Làm chắc phải gìn gan lắm á. Thì kỹ niệm kỹ niệm thì kệ nó đi. Lúc đám cưới tao còn không có làm nữa không chi kỷ niệm. Trời đất ơi, xưa ngày đám cưới là không được, giờ kỷ niệm. Em phải làm cho lớn lên. Với lại chữa cái mặt cho bớt đám chưa, hơi bị đám á. Bây giờ làm sao? Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau. Ủa ông về rồi đó hả? Vậy trời. Con vợ ông này chứ không lẽ con nào. Con nào đây đâu phải con vợ ta, con vợ ta thấy ghê lắm mà.